Thưa quý vị, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 năm 1930, 20 tháng 10 năm 2020. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Gia Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố luôn tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Nổi bật như phong trào Phụ nữ Đà Nẵng, Cử chỉ đẹp, sống văn minh, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tại địa bàn các khu dân cư, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình thành phố Bốn An. Đặc biệt, khi dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, các cấp hội phụ nữ đã phát động nhiều chương trình hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch với phương châm huy động tại chỗ, hỗ trợ tại chỗ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đạt được trong thời gian qua. Nổi bật trong đó là đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành đề án phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữa các chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020. Tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt qua từng giai đoạn được tăng lên, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Số lượng cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh do Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có chuyển biến tích cực và tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, tham gia Hội đồng Nhân dân các cấp bình quân đều tăng so với các nhiệm kỳ trước đây. Tôi xin điểm qua một số liệu như thế này để cho thấy vai trò và vị thế của phụ nữ thành phố của chúng ta ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, số lượng phụ nữ là nữ đại biểu Quốc hội của nhiệm kỳ 2016-2021 là chiếm 50%, 3 trên 6 đồng chí. Tăng so với nhiệm kỳ trước là 33%. Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy cơ sở là có 895 cán bộ nữ trên 3.610 đồng chí tham gia cấp ủy, tỷ lệ là 25%. Cấp trên cơ sở là có 83 đồng chí trên 436 đồng chí tham gia cấp ủy, tỷ lệ là 20%. Đối với cấp thành phố, giới thiệu hiện nay là Ban Thường vụ Thành ủy giới thiệu 12 trên 58 đồng chí tham gia ứng cử, chiếm tỷ lệ là 20,6% để bầu vào đại hội lần thứ 22 này. Và tỷ lệ này cao hơn so với quy định của Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Đà Nẵng. Tôi đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu với Thành ủy, chủ động thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng tổ chức đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt chỉ thị 46 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 và chỉ thị số 44 ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, dành tặng cho các cá nhân có thành tích nổi bật cho sự nghiệp bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ. Lãnh đạo thành phố cũng đã tặng quà và tri ân các nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố qua các thời kỳ, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ phụ nữ đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của thành phố, góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.